xin chào các bạn. Hôm nay những chú chó con nó đã mở mắt rồi, nên Tiun làm clip hướng dẫn các bạn cách tắm chó. Thì để tắm chó đó thì các bạn uống nước nóng sôi lên rồi pha với nước lạnh, pha một xô nước ấm như vậy đó. Rồi mình chuẩn bị cái thao, mình bỏ chó con vô mình tắm. Để tắm cho mỗi ngày, để cho con nó khỏe mạnh đó, thì mình nên tắm rửa nó mỗi ngày. Nhưng mà mỗi ngày chỉ nên tắm 1 phút thôi, bởi vì các bạn tắm lâu quá thì chó nó sẽ bị bệnh cảm. Mà nếu tắm chó thường xuyên như vậy đó, sẽ giúp những chú chó nó trở nên yêu thích nước từ nhỏ lớn lên. Nó không sợ nước và nó rất là yêu thích tắm. Thì chó của Tiun, hồi xưa Tiun có nuôi con chó đó, nó tên Honey. Nó thích đi biển tắm lắm, nó giống như Tiun vậy đó, thích bơi, thích tắm lắm. Đó, các bạn coi mình tắm chó. Đây là những chú chó mà mình đã tắm rửa xong sạch sẽ hết rồi đây. Các bạn thấy không? Đó, tắm rửa. Tắm chó đừng có để mà xà bông vô trong mắt của nó nha. Xà bông vô trong mắt nó là nó bị cay đó. Rồi cái lỗ tai cũng quan trọng lắm. Các bạn mà để nước vô lỗ tai là lớn lên nó bị thúi lỗ tai. Để mình xin nói thêm về cách dạy chó mà đái ỉa làm như thế nào. Nếu mà các bạn muốn con chó mình nó đái á, thì các bạn lấy tay rờ vô bộ phận sinh dục của nó đó. Bạn nói là đái đi thì tự động con chó nó sẽ đái. Mà các bạn nhớ khi rờ vô các bạn lấy cái khăn giấy rờ vô nha, chứ đừng có để tay không rờ vô. Còn ỉa thì cũng vậy, nó ỉa đi rồi rờ vô đít nó thì nó rờ hồi nó sẽ ỉa ra. Làm như vậy tới lớn thì nó sẽ quen. Mốt các bạn đi đâu kêu nó đái đi hoặc ỉa đi, nó nghe chữ đó thì nó sẽ quen, nó ỉa đái chỗ đó. Vậy thôi, nuôi nó giống như em bé vậy đó.